Nếu Soàn Xuyên theo dõi các clip du lịch ẩm thực của các trang dân bốt dơ, hẳn gà mê thủ sẽ không xa lại với cái tên Khoai Lang Thang. Khoai Lang Thang tên thật là Đinh Giỏi Hoài Phương, là một trong số những trang dân bốt dơ có lượt tương tác rất khủng trên mạng xã hội hiện nay. Các clip đi du lịch, giới thiệu về những vùng đất thế hệ, những món ăn thế hệ ở rất nhiều vị trí trong nước và cả nước ngoài với chất giọng truyền cảm, cách truyền đạt thông tin một mạch, chân chất của Khoai Lang Thang đã và đang nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Mới đây, ngày 22 tháng 10 năm 2019, kênh YouTube Khoai Lang Thang đã chính thức vượt mốc 1 triệu lượt người theo dõi, ghi lại cột mốc quan trọng với Đinh Giỏi Hoài Phương. Đây là một thú vui rất lớn với bất kỳ ai làm YouTuber. Thế nhưng chưa đầy 10 ngày sau, trên trang cá nhân của mình, Khoai Lang Thang lại có những chia sẻ buồn rầu về việc kênh YouTuber của mình bị tắt trạng thái kiếm tiền. Cụ thể chia sẻ của Khoai Lang Thang như sau. Từ lâu, YouTube không còn là nơi ưu tiên cho những người làm nội dung chân chính. Đây không phải là lần đầu tiên YouTube tắt kiếm tiền video của mình, dù nội dung video không vi phạm bản quyền, dù video có nhân văn, có tốt đẹp hay ý nghĩa đến mấy, nó không quan trọng. Video Việt Nam chuyện chưa thể, 7 triệu lượt xem trên Facebook nhưng chỉ dõi dẹn hơn 500.000 lượt xem trên YouTube, thậm chí YouTube còn hạn chế lượt xem và chặn kiếm tiền trên video này, dễ chơi gì nó đang nói về một vấn đề xã hội, một thực trạng hiện có của Việt Nam nên bị xếp vào diện nội dung không được khuyến khích xuất hiện. Thuật toán đề xuất của YouTube hiện tại dường như ưu tiên tập trung vào những chủ đề gây tranh cãi. Nội dung nghiêm túc, đặt tiêu đề an toàn, không giật tiết câu gì theo trend soàn sẽ không được nhiệt tình bằng. Tỷ lệ giữ lại người xem, số lượng bình luận tích cực, số lượt chia sẻ không quyết định video đó có được vào đề xuất hay không mà chính sự thú vị gây sốc, giật tiết, tranh cãi thế hệ là điều YouTube mong muốn. Khoai đã thử một vài lần, giật tiết sốc, hay đổi hình nền sốc một chút, thành quả di tăng đáng kể. Nhưng đó không phải là điều Khoai muốn làm với khán giả của kênh mình. Nó là sự cạnh tranh không tích cực, nó là sự dối trá. Nếu gamer thủ làm nội dung chân chính, vẫn có chỗ cho gamer thủ ở YouTube. Cứ làm gì mình thích làm và nên làm gì đâu đó vẫn có người cần điều đó. Cũng không trách YouTube được, vì họ cũng là một doanh nghiệp vì lợi nhuận mà thôi. Trước chia sẻ này, rất nhiều người xem đều cảm thấy rất tiếc và chia buồn cùng với Khoai Lang Thang. Bài đăng sau 30 phút đăng tải đã nhận được hơn 3,1k lượt like cùng hơn 130 lượt.